Xin chào tất cả mọi người, mình cảm ơn tất cả mọi người cũng đã đến và xem kênh Câu Cá Lóc Việt của mình. Mình xin chúc mọi người sức khỏe và thật nhiều niềm vui. Ngày hôm nay thì mình lại dậy từ rất sớm để tranh thủ lên đây đi câu cá các bạn ạ. Ở đây là mình lên cái đập này, là đập ở xã Yà Lâu, huyện Chư Bờ Đông của tỉnh Gia Lai. Cái đập này thì có rất là nhiều các loại cá. Và ngày hôm nay thì mình lại lên đây để chinh phục những cái con cá gọi là con cá ngựa nam. Mình đã từng câu cá lóc, cá chẽm và các loại cá khác nữa, nhưng mà mình thấy câu cái con cá ngựa nam này cảm giác nó cực kỳ là phê luôn, cực kỳ là mạnh. Cái con cá ngựa nam này nó không giống như những con cá khác, nó săn mồi, nó đuổi cái con mồi rất là xa, đuổi từ rất xa và nó phóng rất là nhanh. Nó phóng, tại sao người ta gọi là cá ngựa, nó phóng như con ngựa vậy, nó phóng vèo tới con mồi của mình, nó tát đùng một cái nó nôi xuống, thực sự cảm giác rất là mạnh luôn. Đấy, thì mình mới biết câu cái con cá ngựa này 1-2 hôm nay thôi. Thì mong tất cả các anh em, những người đi trước và các bạn, những người đi trước, ai có kinh nghiệm về câu con cá ngựa nam, hãy chia sẻ cho mình. Mình cảm ơn mọi người rất nhiều. Và ngày hôm nay thì mình sẽ quay cho mọi người xem sơ sơ cái khu đập trên đây. Thực sự ra đây là một con đập rất là rộng, không phải nói khoác. Vào mùa mưa, cung cấp đủ thức ăn cá cho hai cái xã này. Hai xã ăn thoải mái luôn. Mình cũng có một lần đi thả lưới và mình cũng làm clip cho mọi người xem. Mình thả có một lần thôi mà ăn cho đến bây giờ là tuần thứ 3 rồi vẫn không hết cá. Nhà mình có 3 người. Đấy, mà vẫn không hết cá, mình sợ không dám đi thả nữa luôn. Cái loại cá trắng này thì cực kỳ nhiều. Cá trắng đuôi đỏ cực kỳ nhiều và mình sẽ quay cho mọi người xem cái khu vực đây. Rất là tuyệt vời luôn. Và ngày hôm nay thì mình sẽ đi câu. Ở đây thì lại rất là nhiều người đánh bắt. Họ trích điện thả lưới. Người thì thả thuyền, người thì nội trích tay, điện bằng thuyền rất là nhiều. Đấy, nhưng mà cá thì vẫn còn rất là nhiều luôn, mình cảm giác rất là nhiều cá. Ok, và bây giờ mình sẽ đi câu cho mọi người xem. Bạn ơi, ngày hôm nay thì mình sẽ câu thử bằng cái mồi thìa, câu cá ngựa nhé các bạn, cá chày bằng cái mồi thìa. Và các bạn theo dõi cùng mình sẽ ném phát đầu tiên xem sao. Tình với tất cả các bạn là chưa có kinh nghiệm gì công mồi thiệt. Dính luôn bạn ơi, lên luôn cho mọi người, mọi người lên cá luôn nhá. Mọi người lên cá luôn này. Đây mọi người ơi, thực sự thì mình câu mồi thìa lần đầu tiên thôi, mới một phát đầu tiên và lần đầu tiên câu mồi thìa thì đã lên cá rồi nhá mọi người, tuyệt vời luôn. Ok, mình sẽ gỡ cá ra và sẽ tiếp tục câu thử tiếp xem sao cho các bạn xem. Mồi thìa nó có lưỡi bao tiêu. Dùng đến cái này. Đó. À đây rồi. Ok. Ý, ở đâu ra con này vậy? Mình sẽ đổi qua con cá sắt này nhé mọi người ơi. Các bạn ơi,
Đây rồi. Đây rồi mọi người ơi. Wow. Đập cái nó lại lại bằng gốc cây. Đây luôn. Cá chày. Mình dùng con cá sắt câu luôn. Vừa nãy thì mình câu cái thìa, bây giờ mình đổi qua cá sắt. Con thứ hai nha các bạn. Mình đã phải dùng cái dụng cụ câu cá lóc này để cầm nó thôi. Nó rất là nguy hiểm khi câu những cái con mồi nó có lưỡi ba tiêu này. Ok, rất tuyệt vời. Đây là con thứ hai. Mình sẽ cho vào cái túi này. Để lại thế. Hai em. Hai em. Mình sẽ tiếp tục lại thử bằng căn cả sắt. Đây để tí nó được tiếp lại gỡ tiếp. Nói như thế không biết có được tiếp hay không. Các bác ơi, đang câu bon, các bác có thấy có một người bơi thuyền ngoài kia không? Đấy, họ đi chích điện đấy, chích ngay mũi mình luôn. Ngay trên đầu mình luôn, tịt. Chịu thua. Bây giờ, bây giờ đây họ đang chích điện đây này. Ở đây chích điện rất là ác luôn mọi người. Nhiều lắm, chích liên tục luôn, nhưng mà cá vẫn đầy. Chả hiểu sao đâu. Thuyền bơi rất nhiều, toàn chích điện mới thả lưới, các kiểu con đà điểu. Đây, hai ba thuyền các bạn nhìn. Mấy thuyền luôn đấy. Chứ mũi chứ ngoằn mình luôn đấy. Con gì? Nhìn là con gì ấy sao? Con gì to ra phết đấy. Chắc con nhà dinh. Chỗ này điểm câu đẹp lắm, nhưng mà cái ông kích thủ này ông hay đến lắm. Hai con. Một là cá mè, hai là cá rô phi. Ba con xong. Ủi nhiều luôn. Ủi, để cá ra kìa. Điều kích phát được mấy con luôn, 4-5 con luôn. Họ đang vớt tiếp kìa, đấy. Họ lại kích tiếp nghèo. Cá gì ấy? Thôi các bác ơi, người ta trích điện rồi. Mình tranh thủ cũng đi bắt vài con trai rồi về các bác ạ. Đi mò thêm vậy. Mò thêm mấy con trai này về. Đây con này. Đấy, nó cứ chờ ra. Vứt lên đây. Đây còn nữa này. Nhiều lắm. Vứt lên đây. Tranh thủ đi bắt mấy con trai. Sáng ra bắt nó dễ. Đây, nhiều lắm, nó xung quanh đây đầy luôn. Vứt lên bờ này tí nữa mang về đầy. Ui. Đây. Đầy đây. Ui. Đây tí nữa mình chủ ăn mấy con về nấu canh. Đây như nó bắt ở trong thau rồi. Đây. Ui, đây luôn. Đi tu. Đấy.
đàn được 2 con cá ngựa và bắt thêm được 1 đống trai này. Và mình cảm ơn tất cả mọi người cũng đã xem video clip của mình. Mình chúc mọi người thật vui và thật nhiều sức khỏe, thật nhiều thành công trong cuộc sống, rất là nhiều trai và được thêm 2 con cá ngựa. Ok, cảm ơn mọi người, xin chào.